mình xóa cái gì đó nó được bộ nhớ nó hết trơn đó, sao bây giờ xóa trong YouTube đó đang chỉnh sao xóa được mà không có chỉnh xóa được, không có chỉnh nè. Chỗ đó là nhà thờ hay gì vậy? Vâng, nhà thờ. Chỗ cá hát thì cũng được kinh nghiệm gì đó. Cái gì đó file của bạn. File á hả? File là gì? Cái này nè. Coi không được hả? Đang kiếm đó. Xóa miễn. Cái này rồi dữ liệu luôn trong này không rồi xóa.